結婚してください。ごめんなさい。À, bị từ chối như vừa xong thì cũng không buồn lắm các bạn nhỉ, vì là FA lâu ngày quen rồi mà. Ok, mình đùa thì thôi. Thì tìm việc cũng giống như là trong cái chuyện tình cảm á, thì sẽ có những cái cơ hội rất là tốt nó đến với cả các bạn. Nhưng mà nếu các bạn không có sự chuẩn bị kỹ, không có một cái chiến lược đúng đắn, thì rất có thể là cái cơ hội đấy nó sẽ bị tuột qua một cách rất là đáng tiếc. Xin chào các bạn, mình là Thịnh, admin của cộng đồng kỹ sư Việt Nhật. Thì mình đã có rất là nhiều năm làm việc bên Nhật với vai trò là một kỹ sư thiết kế. Sau đấy mình làm qua công việc là tư vấn lao động chất lượng cao cho các cái tập đoàn của Nhật về lĩnh vực về IT, robot, thiết kế ô tô, thiết kế cơ khí. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách rất là đơn giản để các bạn có thể làm cái phần Shiboroki, làm sao để có thể hiệu quả với các công ty của Nhật. Để các bạn tiện theo dõi thì cái nội dung của cái video này sẽ có 3 cái phần chính. Phần đầu tiên đó là tìm ra cái mục tiêu của phần Shiboroki là gì. Phần số 2 đó là 3 cái bước để các bạn làm cái phần Shiboroki. Và phần cuối cùng đó là một cái ví dụ cụ thể để các bạn có thể hiểu một cách chi tiết hơn. Ok, let's go, cùng đi vào nội dung chi tiết nhé. Ok, ở phần đầu tiên, phần 1 đó là tìm ra mục tiêu của cái phần Shiboroki. Thì trong cái video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn làm cái phần Jacobia để tạo cái thiện cảm đối với nhà tuyển dụng. Thì tuy nhiên thì cũng giống như trong chuyện tình cảm, thích thôi nó chưa đủ, các bạn cần phải chứng minh cho họ là các bạn sẽ gắn bó lâu dài với cả họ để các bạn có thể nhận được một cái gật đầu từ nhà tuyển dụng. Lý do của cái việc này á là vì để mà tuyển được một người thì họ phải bỏ ra rất là nhiều chi phí về tiền, về thời gian, về công sức. Và nếu các bạn vào công ty một thời gian ngắn rồi các bạn nghỉ việc, các bạn chuyển việc, thì cái khoản đầu tư này của họ coi như là bị lỗ, họ không thu hồi được. Chính vì vậy các bạn cần phải chứng minh cho họ thấy rằng các bạn sẽ gắn bó lâu dài với cả họ. Và đấy chính là mục tiêu của cái phần Shiboroki. Và 3 bước tiếp theo ở cái phần số 2 dưới đây chính là để mình làm sao để có thể đạt được cái mục tiêu ở phía trên. Về phần số 2 đó là quy trình 3 bước để làm phần Shiboroki. Các bạn có đồng ý là chỉ khi nào các bạn làm những cái điều mà các bạn muốn, các bạn thích thì các bạn mới có thể gắn bó lâu dài với nó được, đúng không? Chính vì vậy cái bước đầu tiên là các bạn cần phải tìm ra được cái mong muốn của bản thân các bạn. Để hoàn thành được cái phần này, các bạn cần trả lời 3 cái câu hỏi sau. Đó là cái công việc, cái sản phẩm cụ thể nào mà các bạn muốn làm, tại sao các bạn lại muốn làm cái công việc này. Và số 3 đó là các bạn mong muốn đạt được cái điều gì từ cái công việc này. Thì các bạn hãy lưu ý là đây là cái phần các bạn cần phải làm trước khi các bạn đi tìm kiếm một cái công việc. Và chỉ khi các bạn đã hiểu được cái mong muốn, nguyện vọng của bản thân mình rồi thì các bạn mới đi tìm kiếm những cái công ty mà các bạn cảm thấy quan tâm. Và sau khi các bạn đã tìm kiếm được những cái công ty mà các bạn cảm thấy quan tâm rồi thì các bạn sẽ làm qua cái bước số 2, đó là tìm ra cái điều mà cái công ty ấy, mà các bạn quan tâm ấy, khiến cho các bạn cảm thấy thích thú. Để làm được cái điều này các bạn cần phải tập hợp thông tin từ cái bản tuyển dụng chẳng hạn, hay là từ trên website, trên các cái mạng xã hội, hay là qua những cái người đi trước chẳng hạn. Thì để làm gì? Để các bạn có thể hiểu hơn về cái sản phẩm, cái dịch vụ của công ty, các bạn có thể hiểu về cái chế độ đãi ngộ hay là những cái môi trường làm việc của công ty như thế nào, và cái tình hình kinh doanh hiện tại của công ty cũng như cái kế hoạch phát triển công ty ở tương lai. Và sau khi các bạn đã tìm hiểu được những cái điều này rồi, các bạn đã tập hợp những cái điều này rồi, thì các bạn tìm ra trong đấy những cái điều nào mà các bạn cảm thấy thích thú nhất về cái công ty này. Và để cho nhà tuyển dụng họ cảm nhận được cái tình cảm, cái tình yêu của các bạn với công ty, thì các bạn cần phải kết nối được cái mong muốn của bản thân ở cái phần số 1 với cả những cái điều mà khiến cho các bạn cảm thấy hấp dẫn mà các bạn vừa mới cả tìm xong. Thì đấy chính là cái nội dung ở cái bước số 3 các bạn cần phải làm. Ở phần số 3 đó là kết nối cái nguyện vọng bản thân với công ty. Thì các bạn có đồng ý là một cái cô gái, cô ấy chỉ thích một cái chàng trai nếu cái chàng trai này yêu cô gái ấy bởi chính con người của cô gái ấy. Cái phần này các bạn nữ thử xác nhận lại hộ mình xem có đúng không nhé. Có nghĩa là các bạn sẽ chỉ thích một cái người con trai mà họ yêu cái con người thật của các bạn á. Thì
Mình thấy nhiều người như vậy nhưng không biết là chắc chắn là mọi người đều như thế không, thì các bạn nữ nếu mà các bạn có theo dõi cái video này, các bạn hãy comment giúp cho mình nhé, để xem có đúng không nhé. Ví dụ nhé, một chàng trai mà rất là thích một cô gái có cái tính cách vui vẻ thì chàng trai có thể ngỏ lời với cô gái như sau. Phần này hơi hồi hộp nên là mình sẽ cố gắng bình tĩnh để mình làm nhé. Anh em nếu mà xem thì đừng cười nhé, bởi vì là bây giờ là không còn nhớ cái cách để làm cái này nữa. Hơi hồi hộp, bắt đầu cảm giác hồi hộp đứng trước người mình thích mà. Anh rất là thích em bởi vì em là một cô gái rất là vui vẻ. Ở bên cạnh em 3 tháng thôi mà anh có thể cười nhiều bằng cả phần đời trước đó của anh. Đấy, các bạn thấy không, nếu mà ở trong cái ví dụ này nhá, thì cô gái sẽ hiểu rằng chừng nào cô gái là chính mình, chừng nào cô gái vẫn luôn vui vẻ thì chàng trai sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô gái. Thì cũng có thể là ở bên cạnh một vài người vui vẻ khác nữa, cái này thì không biết được. Ok, thì đối với nhà tuyển dụng cũng vậy, các bạn cần phải cho họ thấy là công ty họ có những cái đặc điểm khiến cho bạn cảm thấy thích thú, và những cái điều đó có thể giúp các bạn đạt được những cái nguyện vọng của bản thân bạn như thế nào. Và nếu cái điều này mà chỉ công ty có thì cái tính thuyết phục nó sẽ càng cao. Thì ở cái phần video trước á, mình hướng dẫn các bạn làm cái phần Jacobia. Thì mục tiêu của cái phần Jacobia là để cho nhà tuyển dụng thấy mình có những cái đặc điểm có thể hỗ trợ, có thể giúp được công ty. Thì ở cái phần Shiboroki này nó ngược lại, các bạn lại cần phải cho nhà tuyển dụng thấy rằng họ có những cái đặc điểm giúp cho mình có thể đạt được những cái mong muốn của bản thân mình. Và khi hai cái phần này nó khớp với nhau và nó có tính thuyết phục với cả nhà tuyển dụng á, thì cái tỷ lệ mà họ gật đầu với các bạn nó sẽ cao hơn rất là nhiều các bạn nhé. Cuối cùng, để các bạn có thể hiểu hơn cái phần này thì hãy cùng đến với cả một cái ví dụ cụ thể. Phần 3 đó là một cái ví dụ. Trong cái ví dụ này mình sẽ đưa ra cái trường hợp của một bạn kỹ sư mà trước đây mình đã hỗ trợ các bạn ấy. Thì bạn kỹ sư này, bạn ấy rất là đam mê, rất là thích làm về robot, đặc biệt là những cái robot công nghiệp á. Thì cái công ty của bạn ấy sau khi mà tìm hiểu, tập hợp những cái thông tin á, thì có rất là nhiều cái điều thú vị mà bạn ấy cảm thấy thích thú. Ví dụ như là công ty này á, nằm trong top những cái công ty của Nhật làm về robot công nghiệp. Và những cái sản phẩm của công ty này đã từng nằm trong top 3 thế giới trong một cái cuộc thi về robot. Và công ty này họ cũng đang có cái kế hoạch, thật ra là họ cũng đang xây dựng một cái nhà máy mà thậm chí không dùng đến con người và sử dụng những cái kỹ thuật mới như là AI hay là IoT và rất là nhiều những cái đặc điểm khác. Thì sau khi mà kết hợp những cái mong muốn của bản thân các bạn ấy với cả những cái đặc điểm của công ty mà bạn cảm thấy thích thú, thì mình hướng dẫn bạn làm một cái phần Shiboroki như sau. Kodomo no koro kara ningen o tasukeru intelligento system ni kiyomi o motteita node daigaku no senkou toshite jidokan o manabimashita. 労働生産性を向上させる自動化システムを開発できるように目指しています。AI や IoT を使ったロボットシステムが開発している技術に魅力を感じ志望しています。これまでのロボット開発の経験を活かして、各国で危険な環境で働く人間に代わる産業用ロボットシステムを開発することに貢献したいと考えています。OK, vừa xong là cái phần nội dung chính mà mình chia sẻ với các bạn. Thì mình sẽ tổng hợp qua một chút để các bạn có thể theo dõi. Thì đó là để mà mình làm một cái phần Shiboroki á, thì các bạn sẽ có 3 cái bước. Bước 1 đó là tìm ra cái mong muốn của bản thân. Bước số 2 đó là tìm ra những cái điều mà bạn cảm thấy thích thú về công ty. Và phần số 3 đó là mình kết nối cái mong muốn của bản thân mình với những cái đặc điểm của công ty mà các bạn vừa tìm ra. Ok, trước khi mà kết thúc cái video này thì mình biết được là có rất là nhiều bạn cảm thấy là tìm ra cái mong muốn của bản thân nó rất là khó. Và có những bạn thì đi làm một thời gian rồi, nhận ra là những cái công việc mà mình đang làm các bạn không cảm thấy thực sự thích lắm. Thì các bạn cần phải làm như thế nào để các bạn có thể tìm ra được cái điều mình thích mà các bạn vẫn có thể kết hợp được những cái kiến thức của các bạn. Thì đấy là cái nội dung mình sẽ chia sẻ đến các bạn ở trong cái video tiếp theo. Rất là mong các bạn ủng hộ những cái video của mình. Và đến đây, nếu mà bạn cảm thấy thích cái video này và các bạn cảm thấy cái video này nó có ý nghĩa với các bạn, thì rất là mong các bạn có thể like và share video này giúp cho mình.
Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.